Xin chào mọi người nha. Hôm nay tôi sẽ quay cho bạn xem cái hiện tượng số riêng rụng lá vào những tháng cuối năm đầu năm mới. Chúng nó sẽ ra vào những ngày từ giữa tháng 1 dương lịch. Bạn có thể thấy đây là số riêng rụng. Có rất nhiều ý kiến cho rằng là do bị nhện đỏ ha. Bị nhện đỏ. Có người thì cho rằng nó bị sốc do bón lân nhiều, thì đang trong giai đoạn làm bông. Có người thì nói cây bị nấm, vân vân, rất nhiều nguyên nhân ha. Nhưng mà theo cái cách suy nghĩ của mình thì ba nguyên nhân chính gây ra cái hiện tượng này. Các bạn có thể thấy là này, không có bột của cái xác của nhện, màu lá không biến đổi, chứng tỏ là không có phải do nhện đâu. Bóc cái lá thì cũng hơi giòn giòn. Nguyên nhân đầu tiên là do cái cây, bản thân cây sầu riêng không chịu được cái nhiệt độ dưới ngưỡng 15 độ C. Cái cây sầu riêng chỉ chịu được cái khoảng nhiệt độ từ 15 đến 35 độ C là phù hợp. Nên xuống mức nhiệt độ này thì cây sầu riêng sẽ có hiện tượng rụng lá. Vệ cây khỏi sự bốc thoát hơi nước và làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây. Đây có thể có những cành nó rụng khô luôn. Cái lá chân đây nằm ở trong tán cũng bình thường, không có dấu hiệu bị vết bệnh gì hết. Nguyên nhân thứ hai là cho cái quá trình chúng ta làm bông thì tạo khô, dẫn đến là cây ngừng sinh trưởng và bắt đầu có dấu hiệu có thể là rụng lá chân, nhưng mà cái lượng này thì không có nhiều. Thứ ba thì do gió mà gió lùa mạnh làm cho cái cuống mềm dễ gãy và dẫn tới rụng lá. Bạn có thể nhìn thấy cái cây, cái phần hướng đông, cái lá mà phát triển đỉnh thì rụng nhiều hơn. Mình sẽ thử quay một số cái cây và quay trong cái tán lá, bấm thử một vài cọng lá xem nó như nào ha. Các bạn có thể thấy chỉ cần đụng nhẹ là lá nó bắt đầu rụng, không cần phải mạnh tay. Thường thường là những lá cuối, lá già nó rụng chứ không phải là phần ngọn, chứng tỏ đây là một hiện tượng liên quan đến sinh lý của cây, không phải là một dấu hiệu của bệnh tật. Rất là nhẹ nhàng. Tóm lại, cái hiện tượng rụng lá trong giai đoạn này chúng ta nên khắc phục bằng cách rời cái lịch làm bông, có tưới nước giữ ẩm cho cây và bón phân cân đối, nhất là
phần lần với kali trung vi lượng để giữ cho cái cây nó được khỏe trong chịu được cái nhiệt độ lạnh trong giai đoạn này. Cảm ơn các bạn đã xem video.